Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ta hợp ý dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Xin cho lời Chúa được thấm nhuần vào đời sống chúng ta để củng cố lòng tin của chúng ta vào Chúa mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Thánh lễ chiều nay dâng cầu bình an cho gia đình, xin cho cha mẹ và em bé khỏe mạnh. Cầu cho cha cố Giuse, linh hồn Giuse, ca đoàn thiên thần cầu cho các linh hồn thân nhân và ân nhân, cầu như ý người xin. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu xong. Lỗi lại tôi mọi làm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriza mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho.
Tới nơi, Thiên Chúa đã chỉ ông Abraham dựng bàn thờ tại đó. Rồi ông Abraham đưa tay ra, cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: "Abraham, Abraham." Ông thưa: "Dạ, con đây." Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ngươi, đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc." Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: "Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta." Đó là lời Chúa. Sẽ bước đi trước thiên nhàn Chúa Trời, trong miền đất đã dành cho kẻ sống. Tôi tin cậy ngay cả khi tôi nói: "Đây tâm thân tôi này, ôi trăm phần khổ đau, trước thiên nhan ôi thật là cao trọng, cái chết của những bậc hiền nhân của Ngài." Ôi Chúa Trời, tôi là tôi tớ Chúa, con của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ xiềng xích. Trước thiên nhan con dâng lời cảm tạ, con sẽ dâng lên lời ngợi ca suốt đời. Con giữ trọn lời thề nguyện với Chúa, ở giữa muôn muôn người đang trong đoàn dân Chúa, trước khuôn viên
đây là đền thánh Ngài, nơi Jerusalem thành đô của Ngài. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín, được Thánh Marco kể lại với những cái tình tiết mà chúng ta cần để ý, vì những cái tình tiết này nó giúp chúng ta củng cố lòng tin mà chúng ta phải có đối với Chúa Giêsu. Trước hết là việc Chúa đưa các môn đệ lên một ngọn núi cao. Tại sao lại lên núi? Muốn leo lên núi đó, đòi hỏi phải vượt khó, phải phấn đấu,
với chính bản thân, chấp nhận xa cách cái cuộc sống xô bồ ồn ào náo nhiệt. Trên núi là nơi thanh vắng yên tĩnh, là nơi dễ để gặp Chúa, nghe được tiếng của thần linh. Cái thứ hai là sự cố Chúa biến hình là ở trên núi. Lên núi rồi thì ở trên núi. Ba môn đệ thân tín đi theo Chúa, đi đây đi đó, tin Chúa là Đấng Mêsia, là Đấng phải đến thế gian. Nhưng các ông lại chưa thấu hiểu hết cái căn tính, bản chất của Chúa. Các ông mới chỉ quen với cái khía cạnh trần thế, với con người bằng xương bằng thịt, mà chưa biết hết về Chúa. Cho nên các ông cần được mặc khải, cần được tỏ cho thấy bên cạnh cái phương diện nhân trần của Chúa còn ẩn khuất, còn có một cái thực tại thần linh siêu phàm, còn có cái uy lực vinh quang ngời sáng vượt trên không gian và thời gian. Và cái điều này được tỏ hiện trong cái khoảnh khắc Chúa thay hình đổi dạng ở trên núi. Thay hình đổi dạng như Thánh Marco kể đó, y phục trở nên rực rỡ, trắng tinh, không thợ nào giặt được trắng như vậy. Thế rồi, đang khi Chúa biến hình như thế, thì có tiếng xác nhận từ trời cao, là tiếng của Chúa Cha: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Ở trên núi nó có cái ý nghĩa của cái tình tiết đó. Cái thứ ba nữa là cái câu chuyện Chúa biến hình xong rồi đó, lên núi rồi, ở trên núi rồi, thì không ở mãi mà xuống núi. Cái khoảnh khắc biến hình trên núi nó vắn vỏi, nhưng mà đủ để ba môn đệ nhận biết và xác tín về con người, về cái căn tính đích thực của Chúa Giêsu là Đấng vừa có bản tính nhân loại, vừa có bản tính Thiên Chúa. Khi chứng kiến cái việc Chúa biến hình, các môn đệ đã tỏ ra sung sướng và hạnh phúc tột bậc. Các ông muốn dựng lều cho Chúa rồi ở lại luôn trên núi. Lòng tin của các ông đã được củng cố, được nâng cao một cách mạnh mẽ hẳn lên, để các ông khẳng định và quyết chí là theo Chúa đến cùng. Thế nhưng Chúa không để cho các ông ở lì trên núi đâu. Cái hành trình trần thế của Chúa phải được tiếp tục. Vì thế các ông cũng cùng với Chúa xuống núi để đi tiếp và đi đến cùng cái sứ mệnh của Chúa là làm theo ý Chúa Cha. Xuống núi là trở về với nhiệm vụ, với bổn phận hàng ngày, đón nhận cả những cái gian nan đau khổ trong cái cuộc hành trình trần thế. Thưa cộng đoàn, ba cái nét chính của câu chuyện xoay quanh việc Chúa biến hình, lên núi, rồi ở trên núi, rồi xuống núi, chúng ta đem ba cái điều đó quy chiếu vào cái đời sống đức tin, đời sống của người Kitô hữu của chúng ta, thì chúng ta thấy cái gì? Nhất là trong mùa chay này, đọc cái đoạn tin mừng này, chúng ta phải nghĩ xem là nó có ý nghĩa gì với chúng ta. Chúa muốn ta lên núi với Ngài, nghĩa là Chúa mời gọi ta phải có cái thời gian tách khỏi những cái vương vấn trần tục, để có những lúc tâm hồn ta được lắng đọng, nghe được tiếng Chúa dạy.
Chẳng hạn như khi cầu nguyện, khi làm các việc đạo đức, khi tham dự thánh lễ, rồi đây sẽ nghe tính tâm nghe giảng, rồi sẽ đi xưng tội vân vân. Đây là những cái lúc để chúng ta được Chúa mời gọi lên núi với Chúa. Rồi qua những cái việc đạo đức đó, khi chúng ta tiếp xúc với những cái việc đạo đó, thực hành những cái việc đạo đức đó, là cái lúc là chúng ta như là được ở trên núi với Chúa. Chúng ta gặp được Chúa và có cái sự thay đổi, biến đổi ở chính bản thân của chúng ta. Lòng trí chúng ta nó trở nên thanh thản. Và như thế, một khi mà chúng ta được biến đổi, ta sẽ sẵn sàng chấp nhận những cái thực tế của đời thường. Nghĩa là nhờ những việc đạo đức chúng ta làm trong mùa chay, tích lũy những cái tâm tình đạo đức đó rồi, sống kết hợp với Chúa rồi, thì chúng ta lại xuống núi, lại tiếp tục đương đầu với những cái khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày, để tiếp tục cái cuộc đời trần gian của chúng ta. Ước gì biến cố Chúa biến hình kể lại trong Tin Mừng hôm nay là bài học cho cuộc đời của chúng ta, cho những người Kitô hữu, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, sinh bởi bà Maria, đồng trinh, chiêm ngưỡng lời quan phong siêu, khi là đồ, chiêu bảo đi vào hạnh gia, chiêu qua bản sông, xuống cùng tổ đồng, ngày thứ ba với chồng mẹ trên, mà sống lại, lên trời. Bên hữu Đức Chúa cha phép tắc vũ ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống. Anh chị em thân mến, có lúc chúng ta cần lên núi để gặp gỡ thân tình với Chúa, nhưng có lúc chúng ta phải xuống núi để chia sẻ cuộc sống với anh chị em mình. Tin tưởng vào Chúa là đấng cứu độ trần gian, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới hiện nay vẫn còn biết bao người buồn sầu vì nạn thất nghiệp hoặc vì các bệnh thai nhi hàng ngày. Chúng ta hiện lời cầu xin cho những ai đang gặp thử thách gian nan, tìm được sự nâng đỡ, tìm an ủi và niềm hy vọng để vui sống.
Xin Chúa nhầm lời chúng con. Không ai là một hòn đảo trên đại dương của cuộc đời này. Chúng ta hiện thời cầu xin cho các vị cô hiểu biết sống liên kết với tất cả những người thành tâm thiện trí để xây dựng một thế giới trang hòa, tình bác ái. Với hết thảy mọi người, chia sẻ cơm áo cho người bất hạnh là những việc bác ái rất có ý nghĩa trong mùa chay này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực sống tinh thần khắc khổ và bác ái của mùa chay thánh. Xin Chúa lạy Chúa Giêsu, trong cuộc biến hình của Chúa trên núi cao, Chúa đã hé mở cho chúng con thấy thế giới tương lai, thế giới của phục sinh, thế giới của ánh sáng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chết cho tội lỗi để được sống với Chúa trong thế giới mới tràn ngập ánh sáng và bình an. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết,
thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triệu thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, hai Đức Cha phụ tá Giuse và Louis, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến linh hồn cha cố Giuse và linh hồn Giuse mà chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy,
chúng ta dám nguyện rằng lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình thánh Chúa. Xin mau thánh.
con vốn trong ngài từng con luôn khát khao ngài một buổi về đổi mời Chúa ơi lòng còn ngủ say chưa đổi thay tình đời trả phai vẫn còn đây bao ân thương ngày ngày còn sống nhìn cậy trông nơi lòng nhân Chúa buồn sông mới đời chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời cha cố và cộng đoàn ngồi. Sau thánh lễ kính mời cộng đoàn nhận bản tin của giáo xứ. Trong bản tin này có lời chúc Tết nguyên đán của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến cho các quốc gia vùng châu Á mừng Tết nguyên đán, trong đó có Việt Nam chúng ta, và lời chúc Tết của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi trong bản tin này có thông báo tuyển sinh của Học viện Công giáo về học thần học. Quý ông bà anh chị em xem coi mình có đủ điều kiện để có thể học được không. Rồi thời giờ chúng ta đọc qua. Rồi trong tuần này, từ ngày 2 cho đến ngày 9 tháng 3, các đức giám mục Việt Nam chúng ta là Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ đi Ad Limina, tức là đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và diện kiến Đức Thánh Cha. Cứ 5 năm một lần thì các hội đồng giám mục trên thế giới cứ theo phiên của mình, cứ 5 năm thì đến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như gặp Đức Thánh Cha để giống như là báo cáo về những cái tình hình về đời sống đạo và cái công việc mục vụ tại các giáo phận. Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý Đức Cha có chuyến đi được bình an và tốt đẹp. Ngày 1 tháng 3 sắp tới là ngày giỗ 1 năm của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, và cũng là trước đây là giám mục
phụ tá của tổng giáo phận chúng ta, ta nhớ cầu nguyện cho Ngài. Và trong tuần lễ này, từ ngày thứ năm cho đến ngày Chủ nhật, đó là những ngày đầu tháng 3, cái chương trình như thường lệ. Và một lần nữa xin được mời quý ông bạn chị em ta cùng thực hiện cái công việc mùa chay thánh của giáo xứ, đi đến giáo xứ Hơ Bông, Gia Lai, Kon Tum, đến những anh chị em dân tộc Gia Rai nghèo. Thì chỉ còn có tuần này nữa và tuần sau, ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 3 là giáo xứ chúng ta đi bác ái rồi. Thì quý ông bạn chị em ta cũng rộng lòng, rộng tay đóng góp. Hôm trước có nói giáo xứ Hơ Bông cần một cái hệ thống âm thanh 100 triệu, thì có một gia đình ở trong giáo xứ đã dâng cái số tiền này. Và ngoài ra thì chúng ta có những cái phần quà, những cái nhu yếu phẩm và một cái phong bì, tổng cộng 500 ngàn cho một phần quà cho một gia đình. Thì 2.000 giáo dân, tức là tính theo giáo dân là 2.000, khoảng chừng 400-500 hộ gia đình, phần nhiều là nghèo, rồi chưa kể những anh chị em ở như là ở các tôn giáo khác, rồi ngay cả những anh chị em Tin Lành. Thì khi chúng ta đến bác ái thì chúng ta không có phân biệt một ai hết. Đó là cái cách để chúng ta có thể tiếp cận với những anh chị em dân tộc đó trong cái niềm vui, trong sự chia sẻ. Cho nên còn số tiền hiện tại bây giờ tôi nhận được là 159.226.500 đồng. Thì cũng cần sự đóng góp của quý ông bạn chị em thêm cho cái công việc bác ái này đến những anh chị em vùng sâu vùng xa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý ông bạn chị em. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.